Hải sản hả nè? 100 ngàn. Thôi thì có cơm hải sản mà. À vậy hả? Ông nước bạn không? Để thôi. Ờ gì nữa? Ăn gì nữa? Gà nè, cái này gì hả? Đồng bôi ba. Đồng bôi gì? Đồng bôi. Không có gì ăn. Em muốn ăn gà nhé. Để trong góc đi anh. Mày... để trong góc để khỏi đồ. Mời ấy cơm, muốn cơm 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 hamburger bò phải có rồi, cái bản combo rồi combo đâu có bản combo đây có cơm đánh một đồ. Rồi rồi anh lên cho em mượn nè. Để cho anh đang coi. Mê quên đó đó về. Ice cream à. Kem quá anh đã. Thôi tắt đi, ăn đã gọi đã.